Lễ hội cúng linh diễn ra như thế nào đây? Hi, chào các bạn, mình là Nhân Khôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review và cho các bạn tham quan một cái lễ hội nổi tiếng đặc biệt của thành phố Vĩnh Long, đặc biệt là quê hương của mình, phường 8 đấy. Đó là cái lễ hội là cúng đình cầu bông Thượng Điền, diễn ra vào ngày 11, 12 âm lịch của tháng 11 đó các bạn. Nào, let's go theo chân mình để tham quan cái sự kiện này nha. Mình sẽ chạy xe vào cái hướng này thì hai bên đường được trang trí những lá cờ của những cái lễ hội. Phía xa xa đó các anh chị và cô chú đang mặc áo dài nè, áo bà ba nè, đến tham gia sự kiện của lễ hội cúng đình của đình Tân Hữu, phường 8, thành phố Vĩnh Long. Và xưa đi vào trong á thì sẽ có một cái khu để các bạn gửi xe nè. Thì xa xa sẽ có các anh, các cô, các chú có thể ngồi đến đây để uống nước, tâm sự và trò chuyện với nhau. Và có các anh chị có thể là chọn bàn với nhau, chuẩn bị một bữa tiệc thân mật của cúng đình ngày hôm nay. Phía này á thì các bạn thấy là có trang bị những cái lá cờ treo nè. Và cái này là phía trước đình á, gần cái chỗ gửi xe thì sẽ có một cái nơi mà để chúng ta có thể là thờ cúng. Mà đến đây mình để xin những cái công việc làm ăn cũng như là mong muốn một cái mùa màng thật là thành công và tốt đẹp. Đi vào bên trong nha, mình sẽ cho các bạn thấy lễ hội này như thế nào. Thì sẽ có hai cổng, cổng bên đây là cổng về là Quốc Thái nha. Cái cổng được trang bị cái chữ Quốc Thái bên đó. Và đi tiếp bên đây á thì là cái cổng về là cổng chữ gì đây, nó sẽ đặt về chữ là Dân An. Mình sẽ có ba cổng, là một cổng chính và hai cổng phụ bên đây. Quốc Thái, Dân An tượng trưng cho một đất nước Việt Nam, cũng như là một cái phường của mình, phường 8 của mình, để mà luôn luôn có những cái điều may mắn tốt đẹp đến cho phường của mình cũng như là một tỉnh Vĩnh Long cũng như đất nước Việt Nam luôn tốt đẹp. Khi đi vào trong đó thì các bạn thấy là có nơi để chúng ta có thể là đốt nhang và thờ cúng xin những cái điều tốt đẹp đến cho bản thân mình cũng như là cho tất cả mọi người. Thì phút bên đây thì sẽ có các gọi là mặc đồ về áo dài á, gọi là ông đồ đó các bạn. Sẽ có những người mặc đồ áo dài như ông đồ mà áo màu xanh như thế này để mà đốt nhang cũng như là gõ chuông. Lúc này thì mình đã xin những điều tốt đẹp đến cho bản thân mình cũng như là tất cả mọi người mong muốn một cái thế giới tốt đẹp hơn. Lúc này là thức ăn nè các bạn, trời ơi, đồ ăn ngon hết sức luôn, đặc biệt là món bánh canh thật là béo và thơm luôn các bạn. Đến đây thì mình ăn cùng với các cô ở trong cái hội phụ nữ tỉnh cũng như là các anh chị phường của mình đến đây tập sum họp với nhau và ăn uống kể nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống cũng như là những cái kinh nghiệm trải nghiệm mới của mình. Còn khúc này á là các cô chú đã đang ăn nè, mình đã ăn xong rồi, mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem cái không khí nó diễn ra như thế nào nha. Các anh chị ở đây đánh đạt cực kỳ là nổi tiếng luôn, cực kỳ là thú vị và rất là sôi động luôn các bạn, để cho các bạn nghe nha. Đấy, và mình sẽ đi vào sâu bên trong để cho các bạn xem cái khung cảnh như thế nào nha. Phía này thì các bạn có thể là để rửa chén sau khi mình ăn. Và phía bên trong á là khu nhà bếp. Cô nhà bếp rất là thương. Dạ, con xin chào cô ạ. Dạ, rồi. Khúc này là cái bếp mình nấu những món ăn. Khi mọi người đến đây có thể là góp những một số món ăn của mình như là định nấu những món ăn đấy. Chào chị, hiện tại em có một số câu hỏi phỏng vấn của chị ạ. Đó là về sao chị biết cái chương trình cúng đình này ở đây ạ? Tại vì mình ở đây trên đình Tân Hữu rất là lâu năm. Hàng năm là có, lúc trước hàng năm mình có mời, có thơ mời, sau này không có mời nữa, mình cũng tự đi vì mình nhớ ngày một năm hai lần, Hạ Điền và Thượng Điền, tháng 3 và tháng 11 âm lịch, hàng năm nên mình đi. Dạ, câu hỏi thứ hai muốn hỏi chị là cái cảm nhận của chị như thế nào khi mà tham gia cái lễ cúng đình này ạ? Cảm nhận thì khi mình vừa tới đường khoảng còn hơn 200 mét thì có kêu cờ, kêu bảng hiệu, rồi đi dài dài vô rất là vui. Hai bên cờ nhiều, vô tới đình Tân Hữu thì đó nghe cho nhạc hát và cúng lễ. Rồi mình vô cúng xong rồi mình ra thì các anh cho cô bác mình ở lại dùng bữa tiệc. Món ăn hấp dẫn, theo quay bánh hỏi, xo giò, lỗi bánh canh, mì còn kho. Chị ấn tượng nhất là món ăn nào ạ? Ấn tượng nhất là món tiềm. Dạ rồi. Có một lời nhắn nhủ đến cho cái lễ này ngày hôm nay thì chị muốn có nhắn nhủ gì không ạ? Nhắn nhủ là cô bác cho những người lớn tuổi đó có kinh nghiệm nấu ăn rất là ngon. Em mà có xuống nhà bếp mình thấy còn các em nhỏ còn những chén ở dưới. Dạ rồi. Rất cảm ơn chị đã tham gia buổi lễ phỏng vấn ạ. Oh,
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video Vincon Channel và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.